Xúc động trước lời chia sẻ của con gái cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính, sau hơn 4 ngày lo tang lễ cho ba, nam tài tử Chánh Tính, con gái Uyên Nguyễn đã có những trải lòng về đấng sinh thành trên trang cá nhân. Nam tài tử Chánh Tính được biết đến là gương mặt quen thuộc trong nền điện ảnh phim Việt Nam. Ông sinh năm 1952, quê tại Bạc Liêu. Năm 20 tuổi, nam diễn viên theo đuổi sự nghiệp ca hát ở những phòng trà nổi tiếng Sài Gòn. Đến năm 1982, Nguyễn Chánh Tính được chọn đóng vai đại tá Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Đình Đám Ván Bài Lật Ngửa. Với vai diễn này đã giúp cho tên tuổi ông thu hút sự chú ý cũng như góp mặt trong hơn 20 dự án phim lớn nhỏ thời ấy. Hình ảnh của cố nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tính trong vai đại tá Nguyễn Thành Luân trong phim Ván Bài Lật Ngửa. Con gái cố nghệ sĩ Chánh Tính làm người khổ như vậy ra đi là một giải thoát. Mới đây nhất trên trang cá nhân Nguyễn Chánh Bích Uyên, con gái cố nghệ sĩ đăng tải hình ảnh của ba thời còn trẻ, kèm theo những dòng chia sẻ đầy xúc động về sự ra đi của ông. 4 ngày như một giấc mộng, con không dám khóc, không dám đau lòng, cũng không được gục ngã vì má. Cho đến khi thất về, con mới được sống thật với cảm xúc của mình ba ơi. Giấc mộng thiên thu không bao giờ tỉnh lại, hy vọng linh hồn chọn lựa ba ở kiếp này còn nhớ đến con. Ba và con rồi sẽ gặp nhau ở nhiều kiếp khác nữa, và con vĩnh viễn vẫn thương ba dù ở bất kỳ thân phận nào. Chia sẻ của con gái ruột cố nghệ sĩ Chánh Tính. Cô cũng chia sẻ được làm con gái của cố nghệ sĩ là một trải nghiệm đắt giá nhất cuộc đời mình. Cô cũng sẽ thay cha hoàn thành mọi sự chưa được chọn ở kiếp này của ông. Có duyên làm cha con kiếp này là một trải nghiệm đắt giá nhất con từng gặp. Xin lỗi vì con đã không làm một người con tốt nhất có thể. Con biết ba cảm thấy thế nào. Mọi sự chưa trọn vẹn, gian dở kiếp này của ba con sẽ thay ba hoàn thành. Con muốn cho ba biết cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Con muốn ba biết không nhất thiết phải sống theo một cách nhiều hoài niệm, đau khổ và cô đơn vậy. Con muốn ba nhìn thấy con hạnh phúc. Cuối cùng ba cũng mất đi như ông, không muộn phiền. Ngày nhận tin ba ra đi, ý nghĩ đầu tiên của con cảm nhận là nhẹ lòng. Làm người khổ sở như vậy ra đi là một giải thoát. Dòng trạng thái của cô khiến nhiều người không khỏi xúc động. Phía dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ bạn bè gửi lời động viên an ủi, mong gia đình vượt qua nỗi đau này để tiếp tục công việc, cũng như trở thành điểm tựa cho mẹ là ca sĩ Bích Trâm. Diễn viên Thanh Thúy động viên, chị xin chia buồn sâu sắc cùng em nha. Con trai cố nghệ sĩ ở Canada đã về kịp lễ tang của Nguyễn Chánh Tính. Vừa qua, lễ di quan của cố nghệ sĩ Chánh Tính diễn ra vào lúc 6 giờ tại nhà riêng quận 7. Và linh cữu được di chuyển ngang qua nhà cũ quận 10, rồi sau đó được đưa đến nghĩa trang Đa Phước. Được biết, đến 11 giờ 30 phút, con trai Minh Thức đã từ Canada cùng con dâu và cháu gái đã kịp về nước nhìn mặt cha lần cuối. Anh quỳ gói thắp hương cho cha trước sự chứng kiến của mẹ em gái cùng đông đảo bạn bè đồng nghiệp. Con trai nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính vội vàng từ Canada về nghẹn ngào khi gặp cha lần cuối. Những ngày qua, con gái và vợ Bích Trâm đã cùng nhau lo lễ tang cho cố nghệ sĩ. Nam tài tử Chánh Tính mất hôm 4 tháng 1 tại nhà riêng. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc nuối cho nhiều bạn bè, đồng nghiệp và nghệ thuật phim ảnh. Lúc sinh thời, ông là một nghệ sĩ tài năng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim. Trong mắt mọi người, ông là một người tử tế, sống hết mình với nghệ thuật và là tấm gương cho tinh thần sống lạc quan yêu đời.